Từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch, bốn con giáp trúng số cực đậm, đổi đời giàu to, một bước động quý nhân, hai bước thì động thần tài. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông. Lời đầu tiên thay mặt ban biên tập chương trình xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lộc, tấn bình an. À, quý vị thân mến, bất kể chúng ta là ai, thì khi sinh ra cũng cầu cho mình một số mệnh được như ý, mọi việc được thuận lợi, xuân sẻ, giàu có, thành công và hạnh phúc. Đó là một trong những cái thứ mà con người phải dành cả đời để cố gắng mà đạt được. À, hơn nữa, trời sinh mỗi người một cái số mệnh khác nhau, gia cảnh học thức cũng khác nhau, nên số phận cũng sẽ khác nhau. Và cổ nhân có câu: Thời vận không thông, mưu cầu thì vô ích. À, có cố gắng thì cũng chỉ như dã tràng xe cát mà thôi. Có người thì sinh ra trong cái số tốt. đấy. Cuộc sống thì được sống trong nhung lụa, tiền bạc thì dùng dính, nhà rộng xe sang, đất đai thì nhiều vô kể. Nhưng cũng có không ít người phải sống trong cảnh khổ cực, túng thiếu, khó khăn chăm bề, làm mãi mà vẫn không ngóc đầu lên được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tử vi học có nói, trong số 12 con giáp ấy thì từ nay đến rằm tháng tháng 2 âm lịch sẽ có bốn con giáp may mắn hết phần của thiên hạ. Những con giáp này được các tinh nó chiếu rọi quý nhân dẫn đường chỉ lối, sự nghiệp thì không hóa rồng thì cũng thành phượng. Kéo theo cái tài vận dồi dào, tiền bạc thì nhét chật két. À, để biết được cái vận trình chi tiết của bốn con giáp ngày hôm nay, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, quý vị thân mến, con giáp may mắn đầu tiên từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi thân. Thưa quý vị, nhờ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, hơn nữa lại được tài tinh nó chiếu mệnh, lại không có các hung tinh nó tác động. Dù trong thời gian này nhưng mà những người tuổi thân vẫn kiếm tiền như hái. Đúng chuẩn là con giáp năng động, có chí cầu tiến mạnh mẽ. Nói chung ấy, tuổi thân vốn là cái biểu tượng của sự chăm chỉ, bền bỉ, thông minh nhanh nhẹn. Họ thường có khả năng chịu đựng được những áp lực và kiên trì theo đuổi đến cùng cái mục tiêu của mình. Với những người tuổi thân thì thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch sẽ là cơ hội để đạt được những cái mục tiêu và theo đuổi cái sự thành công trong vận trình sự nghiệp, sự kiên trì và nỗ lực của họ cũng sẽ được ghi nhận và được khen thưởng một cách là hào phóng. À, thêm vào đó, đương số cũng sẽ có một cái cuộc sống khá là hòa thuận, hạnh phúc. À, con cái thì ngoan ngoãn nghe lời, những người lớn trong gia đình thì có sức khỏe tốt, các mối quan hệ thì đặc biệt là ổn định, sẽ không xảy ra những cái điều gì khó khăn trong thời gian này. Thêm nữa, à, cái cát tinh nó cũng mang lại cái vận quý nhân. Đấy. Vậy nên những người tuổi thân sẽ gặp được những người có quyền thế, được hỗ trợ về cả kiến thức hoặc là tài chính, từ đó sẽ mở mang cái đầu óc, thúc đẩy cái động lực phấn đấu cũng như là cái tham vọng thành công hơn trước. Vì thế, con đường quan lộ thêm phần hanh thông thuận lợi, từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì sẽ có những cái dấu hiệu thay đổi chức vụ, thăng chức tăng lương. Có điều, quý vị cần phải chủ động nắm bắt, do dự thì sẽ khiến cơ hội nó bay vào tay người khác. À bên cạnh đó công việc nó thuận lợi hanh thông nó kéo theo tình hình tài chính của những người tuổi thân cũng sẽ được gì củng cố và ổn định hơn có điều ấy ổn định sẽ khó có sự đột phá nếu mà các bạn muốn được cái điều đó ấy, thì các bạn cũng cần phải chấp nhận đánh đổi bằng thời gian bằng công sức thậm chí là đôi khi bằng cả mồ hôi nước mắt nữa và thời gian từ nay đến rằm tháng 2 ấy, thì tiểu nhân và cái họa hao tài nó vẫn còn xuất hiện vậy nên ấy các cụ nói là gì? Thương trường như chiến trường. Những người tuổi thân cần phải hết sức thận trọng với các hoạt động về tài chính tiền bạc của mình nhé. À, trong thời gian này quý vị cũng chỉ nên đầu tư, đó, đầu tư nhỏ giọt, tránh tình trạng dồn dập hùn vốn, kéo lệ bị kẻ xấu lừa gạt, mất hết tiền bạc và vướng vào cái chuyện kiện tụng thị phi. Thêm nữa, à, trong cái chuyện làm ăn buôn bán thì vốn đã khó do ảnh hưởng của khách quan bên ngoài nó mang lại. À, hay là gì? Những cái 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 ảnh hưởng của thị trường, ảnh hưởng của chính sách nó thay đổi liên tục. Năm nay lại thêm cả nhiều cái hung tinh nó án ngữ nữa. Vậy nên quý vị cũng gì cần phải hết sức lưu ý và đề phòng. À, quý vị phải cần có một cái kế hoạch tài chính rõ ràng. Nếu mà được ấy, hãy chi tiêu cho bản thân mình trước, đầu tư cho học hành, trang bị những kiến thức mới về kinh doanh, về đầu tư, về tài chính để không bị kẻ xấu lừa gạt. Đồng thời quý vị cũng nên tích lũy dần để dùng trong cái trường hợp cấp bách. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi thân hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân thân, tí, thìn để được trợ mệnh hộ thân. Vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi thân đó là con giáp may mắn đầu tiên. Tiếp theo con giáp may mắn thứ hai ấy, trong thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch không ai khác đó chính là những người tuổi dậu. À, thưa quý vị, nói chung ấy từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì những người tuổi dậu sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, lại có nhiều cái cát tinh nó chiếu rọi, thậm chí là cái thời điểm này cái vận khí nó cũng khá là hanh thông thuận lợi, làm ăn thì ngày càng tốt đẹp. Nói chung ấy có nhiều tiền bạc hơn cái thời gian trước đó. Đối với những người tuổi dậu mà nói Cái vận may trong cái thời gian này nó khá là dồi dào Cộng thêm cái vận khí dồi dào Vậy nên những người tuổi dậu sẽ cảm nhận được cái 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 điều tốt lành nó đang đến Và cảm thấy kiêu hãnh và tràn đầy cái năng lượng à, Nhiều người có thể thăng tiến nhờ cái cơ hội được đem tới từ những người có chức có quyền Các bạn sớm được thăng chức tăng lương Chiếm được cái lòng tin của đồng nghiệp và của cấp trên Đó. À, những người mà có gan to ấy, tự tách ra khỏi cái doanh nghiệp ấy hoặc là tự tách ra để khởi nghiệp, kinh doanh buôn bán cũng sẽ gặp may mắn nhờ cái sự giúp đỡ của quý nhân. Cái nguồn khách hàng thì cứ bắt đầu tăng dần lên, à, dự kiến các bạn sẽ đạt được những cái mối làm ăn lớn. Thêm nữa, trong thời gian này đã có quý nhân tương trợ nó giúp đỡ. Vậy nên vận trình sự nghiệp của những người tuổi dậu cũng được vén màn mây mờ che phủ mà hành thông rực rỡ, mưu sự lớn nhỏ cùng dễ được thành công một cách tốt đẹp. Nói chung ấy, đương số phát huy cái tài năng thiên bẩm không ngừng nỗ lực phấn đấu, tham vọng, thăng tiến và mãnh liệt. À, theo đó, cái hiệu suất công việc cũng tăng cao, hoàn thành xuất sắc cái nhiệm vụ được giao và mở ra nhiều cái cơ hội thăng quan tiến chức. À, dù có thời điểm những khó khăn khách quan từ bên ngoài hoặc là cái từ cái họa tiểu nhân nó mang lại, những người tuổi dậu vẫn kiên định với cái mục tiêu tỉnh táo, ứng biến và thu về cái kết quả cực kỳ là thuyết phục. Nói chung trong khoảng thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch, thì nó sẽ có quý nhân tương trợ, vậy nên gì những người tuổi dậu sẽ được quý nhân tương trợ giúp đỡ, con đường thăng tiến của những người tuổi dậu cũng được mở rộng thanh thang. Dù rằng những người tuổi dậu đôi khi phải đối phó với những cái thách thức và những cái khó khăn, nhưng mà tất cả ấy, thì đương số vẫn đứng lên trên cái đỉnh vinh quang sau tất cả. À, nhưng quý vị cũng nên nhớ thành công không phải là cái chuyện một sớm một chiều, nó là cái sự tích lũy và nỗ lực lâu dài vậy nên đừng bao giờ quý vị thôi cố gắng khi mà chạm tay đến cái đỉnh vinh quang thì cũng đừng ngủ quên kéo cái nước mũi ngắn hạn nó lại bay đi mất đó hoặc là quý vị tự chuốc lấy cái thất bại vào thân ở à, trong thời gian này ấy, thì những người tuổi dậu nói chung vốn đã gì vượng tài rất có duyên với cái chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn đời sống vật chất thì nhìn chung ấy, khá là sung túc tiền tài hết rồi lại có nên là gì không bị bó hẹp cái chi tiêu bên cạnh đó từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì cái vận khí tăng mạnh mẽ tài vận cũng vì thế mà được khởi vượng hơn trước rất là nhiều. Cả chính tài và thứ tài đều được khởi sắc, cái nguồn thu nhập chính và phụ đều được gia tăng. Điều đó có nghĩa rằng dù là những người làm công ăn lương hay là những người làm đầu tư làm chủ đấy, thì đều có thể đạt được những mục tiêu tài chính của chính mình. Theo đó, con đường kiếm tiền làm giàu thì không khó khăn như trước nữa. Trái lại, xuất hiện nhiều cái cơ hội mới quan trọng là những người tuổi dậu có chủ động nắm bắt hay không mà thôi. Vậy nên để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi dậu hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân tị dậu xỉu để được trợ vận hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi dậu đó là con giáp may mắn thứ hai tiếp theo con giáp may mắn thứ ba thì không ai khác đó chính là những người tuổi mùi À, thưa quý vị nói chung ấy từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch chính là cái thời kỳ hoàng kim của những người tuổi mùi hứa hẹn những cái bước tiến nhảy vọt ở các phương diện chất lượng cuộc sống của các bạn cũng được cải thiện một cách nhanh chóng à, những người mà sinh năm mùi thì rất là lý trí và khá là tích cực họ năng nổ và rất có nhiều cái ý tưởng tuyệt vời họ có thể sẽ tìm ra cái con đường đúng đắn để thoát khỏi cái cuộc cạnh tranh trong cái công việc và làm cho cuộc sống của mình được được thoải mái hơn. Với cái mức lương của những người tuổi mùi, nói chung ấy, cũng sẽ không thấp. Họ sẽ làm việc rất chăm chỉ để kiếm tiền ở cái nơi làm việc. Cuối cùng cũng sẽ nhận được cái hoa hồng và cái tiền thưởng lớn vào cái dịp cuối năm. Sự xuất hiện của nhiều cát tinh chắc chắn cũng sẽ mang lại nhiều cái may mắn cho những người tuổi, những người tuổi mùi trong cái tháng 2 lịch này. À, số tiền đã mất trong quá khứ cũng dần dần kiếm lại được, thậm chí còn dư dôi hơn trước. Vận khí hanh thông, tài vận thì ngày càng tươi sáng. Cơ hội để cho những người tuổi mùi kiếm tiền bù đắp cái tổn thất của mình ấy cũng sẽ gì sẽ được rõ ràng hơn. Miễn là bản mệnh sông sáo, nghĩ lớn và làm lớn thì sẽ có thể đạt được. Bên cạnh đó, tài vận của những người tuổi mùi thì ngày càng tăng mạnh. Đặc biệt là trong thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch, à, nói chung ấy cũng có thể tích lũy và chi trả cho những khoản vay của cái thời gian trước thì đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để các bạn ấp ủ những kế hoạch những dự định mới chờ đợi cái thời cơ chín mùi để gì triển khai các công việc à, thêm nữa à, quý vị cũng có thể là gì nhanh tay mở tăng tốc đẩy mạnh cái hệ thống kinh doanh buôn bán kiểm tra các hoạt động đầu tư nâng cao cái thu nhập từ nhiều nguồn khác nhau tài khí tăng mạnh vận may tiền bạc cũng luôn có chỉ cần những người tuổi mùi nỗ lực phấn đấu không ngại khó không ngại khổ thì ác túi tiền cũng sẽ được dùng dính Đặc biệt là những ai mà làm trong lĩnh vực nghệ thuật, những âm nhạc, hội họa ấy, thì cũng sẽ có gì? Cắt tinh nước chiếu mệnh và tài lộc cũng sẽ ùn ùn kéo đến. Nói chung ấy, bản mệnh kinh doanh buôn bán, làm ăn thì cũng sẽ được thuận lợi đó và kiếm được một khoản tiền không hề nhỏ. Vì thế, trong quá trình đầu tư ấy, thì quý vị gì hết sức bình tĩnh và tỉnh táo, kéo lại bị lừa gạt, hãm hại với bất cứ cái thỏa thuận nào hợp tác nào thì cũng cần phải có giấy trắng mực đen rõ ràng để tránh phát sinh những cái tranh chấp sau này. Vậy nên, để gia tăng cái may mắn tài lộc cho mình thì những người tuổi mùi hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi để được trợ vận hộ thân. Vòng nữa được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi mùi đó là con giáp may mắn thứ ba tiếp theo con giáp may mắn thứ tư từ nay đến rằm tháng tháng hai lịch ấy, không ai khác đó chính là những người tuổi tý À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong khoảng từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì do được cát tinh nó chiếu mệnh nên là những người tuổi tí sẽ đón nhận khá nhiều cái thuận lợi và cái may mắn cho công việc. Những người tuổi Tý đã từng trải qua một cái năm thăng trầm không ngừng của năm 2023. Nên là ấy, đầu năm 2024 cũng chưa có được sự khởi sắc, nhưng bắt đầu từ nay trở đi, đến rằm tháng 2 lịch thì mọi khó khăn cuối cùng cũng sẽ được chấm dứt, u ám trong quá khứ cũng bị cuốn đi. Các bạn gì chiếm trệ mà nằm trong danh sách những con giáp giàu sang phú quý của năm 2024? những bạn mà đang làm buôn bán nhỏ lẻ thì cũng có thể nhận được cái sự công nhận từ nhiều khách hàng hơn và có cơ hội tiếp tục mở rộng cái quy mô kinh doanh làm ăn của mình những người tuổi này nếu muốn thi cử học tập thì cũng có thể là gì gặp được nhiều cái may mắn thuận lợi chỉ cần các bạn chăm chỉ nỗ lực thì không gì là không thể bên cạnh đó trong thời gian từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì cái chuyện kinh doanh buôn bán làm ăn của những người tuổi tí nói chung cũng khá là thuận lợi à, có sự thăng tiến một cách rõ rệt nhiều cơ hội thăng chức tăng lương Thêm nữa, à, cái chuyện làm ăn dù khó khăn, bước đầu nhưng mà về sau ấy, vẫn đạt những kết quả tốt đẹp. Sự nghiệp thì thăng tiến không ngừng, có thể được gì cất nhắc lên những cái vị trí công việc tốt hơn hoặc làm quản lý, làm lãnh đạo. Tiền bạc thì cũng ngày càng một gia tăng. Ngoài ra, ấy, từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch thì nó cũng rất là tốt cho sự nghiệp của những người tuổi Tý. Đặc biệt thì trong thời gian này, quý vị sẽ gì được quý nhân tương trợ giúp đỡ nó sẽ không ngừng thúc đẩy cái tham vọng thôi thúc bản thân quý vị không ngừng để đạt được cái mục tiêu đã đề ra à, theo đó trong thời gian này thì những người tuổi tý tha hồ mà tỏa sáng thể hiện cái tài năng của bản thân cũng như là gì khẳng định cái cá tính cái tôi của bản thân và cái bản lĩnh của chính mình à, tuy nhiên ở trong thời gian này quý vị cũng cần phải hết sức lưu ý hành sự một cách cần phải khiêm tốn tránh khoe khoang à, tự tin thái quá kẻ lại rước họa vào thân thị phi bổ vây chính cái điều này là cái rào cản khiến cho con đường sự nghiệp gặp đôi chút một chút chắc trở tốn thêm nhiều cái công sức hao thêm nhiều cái tiền của à, thêm nữa đây cũng là cái thời điểm mà cái quan vận của những người tuổi Tý có những cái biến chuyển mạnh mẽ thậm chí là xuất hiện cái sự đột phá bất ngờ cái mối quan hệ của bản mệnh với lãnh đạo với người nhân viên cấp dưới hay là đồng nghiệp ấy, rất là hài hòa tạo tiền đề cho cái sự nghiệp thăng tiến một cách dễ dàng hơn nếu mà ngoại giao tốt thì những người tuổi tí có thể nhanh chóng cất nhắc lên những vị trí mới lộ trình thì đều được gì thuận lợi và hành thông. À thưa quý vị những người tuổi Tý nếu mà có muốn cái vận trình tài chính nó đột phá bất ngờ thì quý vị cũng có thể thử sức ở một số cái lĩnh vực như là đầu tư vào thị trường chứng khoán vàng bạc hoặc và bất động sản. Có điều ấy, trước khi làm bất cứ việc gì thì quý vị hãy nghiên cứu kỹ cái thị trường và kiểm soát cái cảm xúc thật tốt. Có như thế thì mới tránh được cái tác hại về sau. À, nói chung ấy. Quý vị trong thời gian này cũng nên tập trung vào cái công việc hiện tại, không nên ôm đồm quá nhiều việc cùng một lúc. À, chưa sắp xếp được thời gian ấy, thì quý vị mà làm nhiều việc cùng một lúc ấy, thì cũng sẽ khó thành công hơn. À, thưa quý vị, nói chung ấy, thời gian này cũng khá là hứa hẹn. Cơ hội kiếm tiền và làm giàu nó diễn ra liên tiếp đối với những người tuổi tí. Nên quý vị lấy cái phương châm tích lũy và tiết kiệm là hàng đầu. Hết sức tránh cái tình trạng là lãng phí, kéo tiền mồ hôi sương máu của các bạn cũng sẽ đổ sông đổ bể một đi không trở lại. Có thời điểm những người tuổi Tý sẽ phải đối mặt với những khó khăn, những áp lực về tài chính. À, tuy nhiên, ảnh hưởng không quá lớn. À, trong cái khó khăn ấy, thì bản mệnh vẫn tìm thấy những cơ hội tốt để vươn lên trên mọi người. Quan trọng là phải biết không ngừng nỗ lực cố gắng thì thành công sẽ đến với các bạn. Vì thế, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình, những người tuổi Tý hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn để trợ mệnh hộ thân vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị có liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại cái may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi Tý đó là con giáp may mắn thứ tư. À, thưa quý vị, như vậy là Tử Thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về bốn con giáp may mắn nhất từ nay đến rằm tháng 2 âm lịch năm 2024. Đó. Từ nay đến giảm tháng hai này chúng ta sẽ có bốn con giáp được thần tài chiếu mệnh, thần may mắn gọi tên, Đấy. được cắt tinh, soi chiếu. Vậy nên cái vận trình khá là sáng sủa, hanh thông. Đó là những tuổi sau: một là tuổi thân, hai tuổi dậu, ba tuổi mùi và bốn là tuổi tí. Đó là bốn con giáp được cắt tinh chiếu mệnh, dễ có cơ hội giàu sang phú quý. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, xin cảm ơn